Xin chào các bạn. Năm 2017, Travis đã có chuyến đi Mỹ lần thứ hai và đây là một trong những chuyến bay dài nhất mình từng được trải nghiệm. Vlog lần này được làm lại từ hành trình cũ và được thuyết minh bổ sung thông tin đầy đủ hơn với hai chuyến bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Đài Loan và chuyển tiếp đi New York với hạng thương gia và hạng phổ thông cao cấp của China Airlines. Nào, chúng ta cùng bay thôi. Đây có lẽ là hành trình kỳ lạ nhất mình từng bay khi bay kết hợp hai hạng vé trong một đặt chỗ. Ban đầu mình mua vé hạng phổ thông cao cấp hay Premium Economy từ Thành phố Hồ Chí Minh đi New York. Tuy nhiên chặng đầu tiên từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Đài Bắc thì China Airlines không khai thác hạng phổ thông cao cấp. Có lẽ vì vậy nên vé của mình ở chặng này là hạng thương gia. Và đây là phòng chờ bông sen của Vietnam Airlines. Hai hãng cùng liên minh SkyTeam nên sử dụng chung phòng chờ cũng là điều dễ hiểu. Lúc vào phòng chờ là giữa giờ sáng nên mình không ăn gì nhiều, lấy vài cái bánh ăn nhẹ với cà phê để bụng lên máy bay, còn ăn đồ ăn và review. À quên, vé lần đó mình mua là 1.428 đô la Mỹ cho một người cho hành trình khứ hồi từ Thành phố Hồ Chí Minh đi New York, một mức giá quá rẻ để bay một chặng hạng thương gia, một chặng hạng phổ thông cao cấp đi Mỹ. Gần tới giờ lên máy bay thì hai mẹ con mình ra cửa ghế hành. Cửa ghế hành cho chuyến bay này là cửa 27 và chiếc Airbus A330-300 của China Airlines đã đợi sẵn rồi. Lên máy bay thôi. Đây là khu vực ghế ngồi của mình, ghế ngồi khá thoáng mặc dù không phải loại ghế có thể nằm phẳng 180 độ như các ghế hạng thương gia đời mới. Các ghế này có độ nghiêng gần như là phẳng và không gian ghế cũng hẹp hơn. Tuy nhiên, bay có 3 tiếng qua Đài Loan thôi nên cũng không vấn đề gì. Xung quanh ghế ngồi có nhiều hộc và ngăn nhỏ để đựng đồ này. Hành khách hạng thương gia cũng được phục vụ tai nghe, được đóng gói sạch sẽ để thưởng thức hệ thống giải trí trên máy bay. Tại khu vực ghế ngồi cũng có bộ điều khiển các tư thế ghế theo nhu cầu của hành khách. Trước chuyến bay, trong lúc đợi máy bay khởi hành thì hành khách hạng thương gia được phục vụ thức uống chào đón. Mẹ mình thì chọn nước táo, còn mình thì chỉ uống nước suối thôi. Hãng còn phục vụ thêm một túi hạt rang tổng hợp nữa. Thật là thú vị và chu đáo. Bay hạng thương gia cũng không thể thiếu khăn vải ướt để lau mặt và lau tay trước chuyến bay. Và tại khu vực ghế ngồi cũng có sẵn gối và mền được bọc trong túi, mặc dù chuyến bay này chỉ có 3 tiếng thôi. Và trước khi bay thì hành khách cũng được xem thực đơn cho bữa trưa để lựa chọn trước món ăn. Và lát nữa Travis sẽ review các món sau nhé. Bây giờ thì yên vị, thắt dây an toàn, xem video hướng dẫn an toàn rồi chuẩn bị khởi hành thôi. Sau khi máy bay ổn định độ cao thì mình mở túi ghế phía trước ra xem có gì nhé. Bên trong thì có các loại tạp chí của hãng, túi nôn và danh mục bán hàng miễn thuế trên chuyến bay.
Không lâu sau đó thì các tiếp viên đi trải khăn bàn để chuẩn bị phục vụ bữa trưa. Chuyến bay này có 3 lựa chọn cho món chính là cơm với cá hồi teriyaki kiểu Nhật, cơm đùi gà chiên mè và sườn bò khoai tây. Mình thì chọn cơm cá hồi teriyaki. Các loại bánh mì cũng được phục vụ để ăn kèm với bơ. Món khai vị là salad sò điệp nướng, nhìn thật là hấp dẫn. Về thức uống, khách có thể chọn nhiều loại từ rượu cho đến cocktail, các loại nước trái cây. Trong khi đó thì mẹ mình chọn món cơm đùi gà. Mình cũng có ăn ké thử thì thấy cái sốt kèm thịt gà nướng rất là đậm đà luôn. Món này ăn kèm với các loại rau củ và nấm xào. Món cơm cá hồi của mình cũng rất là xuất sắc vì dù sao mình cũng rất là thích cái sốt teriyaki. Cơm gạo Nhật thì dẻo dẻo ăn cũng thích. Và các bạn sẽ thắc mắc là trên khay ăn tại sao không có món tráng miệng đúng không? Món tráng miệng được phục vụ riêng sau khi khách đã ăn xong. Tráng miệng là một phần trái cây và một phần kem Häagen-Dazs. Và mình cũng không quên gọi thêm một tách cà phê nóng, thật là một bữa ăn tươm tất. Sau bữa ăn thì mình lấy tai nghe ra trải nghiệm hệ thống giải trí. Tai nghe lớn có thể chụp tai nè, còn màn hình thì thế hệ cũ nên cảm ứng không được nhạy và cũng khá là mờ, không sáng và sắc nét như các màn hình thế hệ sau này. Thời gian còn lại thì mình nghỉ ngơi chứ không làm gì mấy. À, bên cạnh ghế còn có một cái khay nhỏ có thể kéo ra để mình để ly nước nữa nè. Tại khu vực ghế ngồi cũng có ổ cắm điện và sạc USB. Còn đây là buồng vệ sinh trên máy bay, cho các bạn xem qua nha. Giờ thì lại nằm nghỉ thôi, hành trình còn dài nên là cứ thong thả, cũng không có việc gì gấp gáp. Và sau 3 tiếng thì máy bay đáp xuống sân bay Đào Viên của Đài Loan. Máy bay taxi khá là lâu và chờ đợi để có thể vào đến Ông Lòng. Có lẽ do mật độ hoạt động đông đúc tại sân bay Đào Viên. Bây giờ thì mình vào nhà ga để bắt đầu quá trình chuyển tiếp đi New York. Bây giờ thì hai mẹ con mình sẽ đi tàu điện qua nhà ga khác để nối chuyến đi New York. Tại sân bay Đào Viên thì hai mẹ con mình không phải nhập cảnh, không phải lấy hành lý và không phải làm thủ tục lại, mà chỉ cần chuyển tiếp sang cửa khởi hành cho chuyến bay đi New York thôi, vì hành lý đã được chuyển thẳng đến New York luôn rồi. Tuy nhiên, tại sân bay Đài Bắc thì hai mẹ con sẽ phải qua một cửa kiểm tra an ninh soi chiếu trước khi lên chuyến bay tiếp theo. Và đây là cửa D2 cho chuyến bay bay tiếp đi New York. Chuyến này thì hai mẹ con bay hàng phổ thông cao cấp nên không được vào phòng chờ hàng thương gia. Còn đây là chiếc Boeing 737-300ER của China Airlines sẽ đưa mình qua New York. Giờ thì lại lên máy bay thôi. Thời gian quá cảnh ở Đài Bắc vào khoảng hơn 2 tiếng. Và đây là khoang hàng phổ thông cao cấp trên chiếc Boeing 737-300ER với sơ đồ sắp ghế là 242. Các ghế ở đây rộng rãi hơn nhiều so với sơ đồ sắp ghế ở khoang hạng phổ thông bình thường,
là 343, trông rất là chật luôn. Nói chung không có tiền đi hạng thương gia thì đi hạng phổ thông cao cấp cũng là hợp lý. Khoang máy bay khá tối vì các cửa sổ hiện đang được đóng hết, mình cũng không hiểu tại sao nữa. Tại khu vực ghế ngồi thì gối và mền cũng đã được để sẵn rồi. Bây giờ thì có tia ánh sáng từ cửa sổ rồi này. Khoảng cách ghế ở đây tất nhiên là thoáng và rộng rãi hơn hạng phổ thông bình thường rồi. Còn đây là bàn ăn phụ nho nhỏ dùng để đựng ly nước hoặc các loại đồ ăn nhẹ. Và sau đó là bàn ăn chính lớn hơn. Tại khu vực ghế ngồi thì cũng có đèn đọc sách cá nhân. Sau khi hạ cánh lên hết thì video dẫn an toàn bay được phát và sau đó thì máy bay khởi hành. Thời gian bay theo mình đo được thực tế là 14h40 phút từ Đài Bắc đi New York. Mà tiếc quá, mình mua vé trễ nên không chọn được ghế ngồi cạnh cửa sổ, đành ngồi hàng giữa, nhưng mà cũng không sao vì suốt chặng đường bay thì cửa sổ cũng được đóng để hành khách nghỉ ngơi. Máy bay ổn định độ cao rồi, review tiếp ha. Hành khách ở khoang hạng phổ thông cao cấp được phục vụ tai nghe, mà loại này lại giống cái loại ở khoang hạng thương gia các bạn ạ, xịn ghê luôn. Còn đây là những thứ trong túi ghế phía trước, bao gồm tờ hướng dẫn an toàn bay của Boeing 777-300ER nè, túi nôn, các loại tạp chí và danh mục hàng miễn thuế trên chuyến bay. Trên máy bay cũng có dịch vụ wifi để kết nối internet, mình thì tiết tiền và thấy không cần thiết vì đa số thời gian mình sẽ ngủ trên máy bay, cho nên thôi bỏ qua dịch vụ này nha. Giờ mở bàn ăn chính ra nè, cái bàn ăn bự dễ sợ không? Rất là rộng rãi luôn. Và đây là một chuyến bay dài xuyên lục địa nên hành khách hạng phổ thông cao cấp được phục vụ một bộ đồ dùng cá nhân. Để xem bên trong có gì nha. Vỏ hộp khá là cứng cáp và khi mở ra bên trong thì có bàn chải đánh răng nè, kem đánh răng nè, kem dưỡng môi, kem dưỡng da tay, nút bịt tai, lược, miếng bịt mắt, miếng lau màn hình, kính đeo mắt, máy tính và điện thoại. Hành khách cũng được phục vụ dép để đi trên khoang máy bay cho thoải mái. Lúc này thì các tiếp viên đi phát chai nước và khăn ướt. Chai này để khách uống trong hành trình bay và nếu hết có thể xin thêm. Chuyến bay này hành khách sẽ được phục vụ tới 3 bữa ăn lận bao gồm 2 bữa chính và 1 bữa phụ. Bữa chính đầu tiên là bữa tối được phục vụ khoảng 45 phút sau khi máy bay cất cánh. Bữa ăn hạng phổ thông cao cấp nhìn cũng đầy đặn hơn hạng phổ thông nữa. Món khai vị là salad cá hồi nhìn rất là chất lượng luôn. Món chính là cơm thịt heo cùng cải thìa. Tráng miệng là một phần trái cây gồm có ổi, này, dưa hấu và dưa lưới. Hành khách cũng được phục vụ bánh mì ăn kèm với bơ. Và khay ăn này mình thấy còn có một viên phô mai và một cái bánh nhỏ nữa. Một lựa chọn khác cho món chính đó là cơm gà cùng bông cải. Đồ ăn của China Airlines thì mình thấy là khá hợp khẩu vị của mình. Các loại thức uống khác cũng được phục vụ nha. Và mình đã chọn nước táo cho bữa ăn hôm nay. Cuối bữa ăn thì thật là bất ngờ khi mà hạng phổ thông cao cấp được phục vụ kem tráng miệng nữa. Và lại là kem Häagen-Dazs. Sau đó thức uống nóng cũng được phục vụ và mình đã chọn cà phê với sữa và đường. Và cũng không hiểu tại sao lúc đó mình lại chọn cà phê cho buổi tối nữa. Buổi tối xong xuôi thì mình vào buồng vệ sinh đánh răng, rửa mặt và rửa tay. Quay về lại chỗ ngồi thì mình lôi máy tính ra để viết blog và làm video. Và tại chỗ ngồi thì cũng có ổ cắm điện luôn, cho nên có thể sử dụng máy tính thoải mái trên cả chuyến bay dài mà không lo hết pin. Sau khi máy bay bay được 7 tiếng thì mình đã đi đâu đó ở giữa Thái Bình Dương rồi. Bay được 7 tiếng thì cũng gần nửa chặng đường rồi đó các bạn. Và lúc này thì bữa thứ hai cũng được phục vụ. Và đây là một bữa ăn nhẹ với bánh mì nóng nhân thịt. Ăn cũng khá là ngán. Và bữa ăn này phục vụ kèm nước. Lúc này tính theo giờ Việt Nam là khoảng nửa đêm rồi. Và trước khi máy bay hạ cánh 2 tiếng rưỡi gì đó thì bữa ăn thứ ba cũng được phục vụ. Và đây là bữa chính.
Tính theo giờ Việt Nam lúc này là khoảng 5 giờ sáng, nhưng mà theo giờ New York thì là 6 giờ chiều nha. Bữa ăn này khách hàng phổ thông cao cấp được phục vụ một món nóng là mì xào cùng bánh mì và bơ, một hũ sữa chua và một đĩa trái cây rất là đầy đặn luôn, bao gồm ổi, táo, dưa lưới và nho. Mình chọn thêm cà phê cho tỉnh chứ cả chuyến bay ngủ chập chờn quá. Một lựa chọn khác nữa cho bữa này đó là trứng và xúc xích, tuy nhiên cái món này mình không có khoái. Và khoảng hơn 8 giờ tối thì máy bay chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay John Kennedy ở New York. Bên ngoài trời thì những ánh nắng hoàng hôn đỏ vàng chiếu vào trong khoang máy bay rất là đẹp luôn. Và các bạn chắc hẳn sẽ thắc mắc là tại sao 8 giờ tối mà còn nắng đúng không? Ở New York mùa hè thì trời tối rất là trễ luôn, có khi 9 giờ tối mà mặt trời mới lặn hẳn đó. Và sau khi hạ cánh xuống New York thì hai mẹ con mình khẩn trương ra khu vực nhập cảnh, lấy hành lý và về nhà người quen tại đây, bắt đầu hành trình khám phá nước Mỹ. Cảm ơn các bạn xem vlog nha và hẹn gặp lại các bạn trong những hành trình tiếp theo.